Hello mọi người. Đây sao nó trong tiên này là ta. Chào Trần Thủy nha. Hello vô chưa Peter? Phượng vô chưa? Nghe rõ không? Ủa gắn dây nữa hả? Trời quên. Trần Thủy sao ta? Hello, chào mọi người. Hello. Ta này sao méo méo rồi. Hello, chào mọi người. Thì chỉnh chỉnh lại một chút nha. Ok, chào mọi người. Ok, nghe rõ ha. Ok, thì hôm nay đã có cái lời hẹn với lại anh Phượng ở bên Cali á, nói về một cái vấn đề của cái thằng gì ta, thằng này được coi, thằng Michael Nguyễn Minh Phượng vừa được tự do. Về Mỹ đoàn tụ với gia đình ngày tháng 10 ngày 21 Tây. Thì để anh, cái này thì mình cũng không biết lắm, nhưng mà có cái điều anh Phượng anh muốn lên anh nói chuyện thì Phượng đâu rồi, nó mất tiêu rồi, kêu chát mà không biết bữa nay chẳng có lên được không, chẳng có biết làm không trời. Vô đi, vô trong cái trang của tôi đi, giống như hôm qua gì anh. Ok, thương sao á. Lấy nhà nhớ dùng Apple nha. Rồi, ok. À, thì đúng rồi, ở ngoài bữa nay để coi bữa nay bao nhiêu độ nè, để coi. Ngay bây giờ là 34 độ. 34 độ. 34 độ F thì nó gần thành nước đá rồi. 32 độ bằng 0 độ C. 32 độ bằng riêng rồi, anh Phượng tới rồi, hy vọng cái này là không có trật nha anh Phượng. Đang mời anh đó, anh bấm vô approve đi. Ok. Rồi, ok, được hả, còn lại vậy, quay cái điện thoại lại, quay Từ từ. lại. Đúng rồi, Quay hả? Bây giờ giờ phải quay lại quay hả? quay quay anh nằm ngang rồi, anh nằm ngang rồi, anh nằm ngang rồi. Ok, từ từ. Đúng là mang già lắm cẩm được. Ok. Rồi rồi đó, quay quay lại cho nó chỉnh ra, chỉnh lại cho bạn đẹp trai đi. Ok, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi, bây giờ mới hiểu hả? Bây giờ Được chưa? Vậy hả?
đúng rồi, nhưng mà anh để một cái gì cho anh nữa, cầm tay anh cầm từ 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 được chưa, rồi cái gì kỳ vậy, nó quay được chưa? quay lại rồi, nó quay lại ngang rồi đó, vậy là mới đúng á, nhưng mà có điều để cho nó ngay ngắn lại. Ok, từ 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 lấy cái cuốn sách gì kê lên, từ từ không làm được cái gì. Rồi được rồi đó. Rồi à, hơi thấp, nó hơi thấp chút ha. Được rồi, được rồi, được về về được rồi, được rồi. Vậy được rồi. Anh sửa tới cái lũ nó sụp bây giờ. Ok. Rồi vậy đó, vậy nó ngon đó, vậy mới đúng rồi đó. Thấp gì vậy mới đúng rồi đó. Ôi chết cha lộn rồi. Chết mẹ, bấm gì vậy? Bấm ngược lại. Quay ngược lại. Ok, quay ngược lại. Rồi vậy okay. Đó, để nguyên đừng đụng vô nữa. Tiếng rõ. tiếng rõ ràng. Ok. Ok, bây giờ bắt đầu tiên là hai đứa mình là coi như chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn đi ha. Rồi tất cả. Ok. Trước mắt là chào anh Phượng, rồi xong là chào tất cả mọi người dưới diễn đàn. Hôm nay tôi với anh Phượng thì anh Phượng cũng đề nghị là nói chuyện về một cái ông tên là Nguyễn Minh Phương ở được nhà nước Việt Nam mình cho ân xá. Yes. Đấy. Đó thì cái chủ đề đó thì anh Phượng muốn giải thích. Tôi thì không biết ông này nhiều lắm, nên ra vì đó thì ra có thể là để cho anh Phượng nói hết ký của anh. Đúng rồi vậy. Ok. Thì theo anh thì anh hỏi Nguyễn Minh Phương này bị phạm tội gì và Việt Kiều Mỹ này ở đâu ra rồi. Ok. Rồi ok thì anh cái gì anh nói đi. Và cái bây giờ thế này. Ok, nói mình nghe. Thì ông này là xuất thân từ đâu, bao nhiêu tuổi và ở đâu, là về Việt Nam có cái ý đồ chống phá Việt Nam gì đó, đại khái gì đấy. Yes. Rồi okay, Việt Nam okay. Mình bắt bỏ tù như thế nào thì lúc chút xíu mình xong xong cái vụ ở tù thì tôi mới giúp ý kiến, có nghĩa là mình so sánh giữa cái sự tù với lại tù ở với lại tù ấy đó. Chuyện này hay lắm anh. Rồi, okay. Việt Nam bây giờ là mức 12:30 rồi đó. Mà nó có 12 đứa chứ, đếm tới 6 à? Đúng rồi. Bây giờ vậy nè. Okay. Mình nói chuyện với anh Nguyễn Minh Phương. Rồi. Thì ông Nguyễn Minh Phương này đó là ông qua đi năm 1975. Rồi. Thì lúc mà ông qua đó khoảng chừng 12-13 tuổi, quên rồi, không nhớ bao nhiêu đó. Nhưng mà bố của ông là một người sĩ quan rất là cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông là đại tá mà. Thì ông chạy qua đi thì ông ở bên Houston á, thì câu chuyện tôi nghe về ông Nguyễn Minh Phương thế nào á, thì chắc mấy anh nghe cũng vậy đó. Ừ. Thì đại khái là ông về Việt Nam, căn bản là mình chỉ biết là ông khi nào mà ông bị bắt ở Việt Nam. Ừ. Mình anh bị bắt ở Việt Nam về cái tội mà người Mỹ là họ kêu là chống phá quốc gia đấy. Chống phá quốc gia chứ. Terrorist, đại khái là khủng bố rồi. Khủng bố. Tội rất nặng. Thì khi mà họ tuyên án đó, khi mà họ tuyên án đó, thì họ tuyên cái án đó là 12 năm. Ừ. Và những cái tội danh mà họ kể là như vậy đó. Ừ. Thì hồi sáng này tôi ngồi, tôi cũng có ai hỏi tôi đó. Là bị, nói, tôi hỏi tôi về cái chuyện này thì tôi nói là mình thấy rất là ngạc nhiên chứ. Ngạc nhiên là cái chuyện là khi mà nhà nước Việt Nam họ thả cái ông này ra. Thế thì mình ngạc nhiên là tại vì thế này nè anh nè. Mình rất là ngạc nhiên chứ phải không? Tại vì có lẽ là từ trước giờ mình ở Mỹ, giờ tại mình ở Mỹ lâu quá rồi. Mình không có theo dõi Việt Nam nhiều, nhưng mà mình thấy là rõ ràng là mình ở Mỹ từ năm 1975 tới bây giờ là 45 năm rồi. Mà mình thấy là nếu mà có cái chuyện đó nó xảy ra, đừng xa nói xa quá đi, nó xảy ra ở dưới San Diego thôi. Tại San Diego mình cái thành phố này ngay biên giới mà. Ừ. Nếu nó xảy ra ở San Diego rồi có một cái thằng trang người Mỹ nào á, một thằng người nào á, nó phạm một cái tội, đúng cái sai phải trái thì mình không nói, nhưng mà phạm một cái tội cái nó bị bắt mang ra tòa, mà không phải là tòa của tiểu bang mà tòa của liên bang á, xử về cái tội mà chống phá quốc gia đó. Đúng rồi. Thì chỉ có tội đó thì mà họ mới xử được cái tội đó thôi, là liên bang á. Thì khi mà mang ra cái tòa dưới San Diego đó anh, thì cái tòa liên bang nó họ xử là một cái bản tù 12 năm cho cái thằng cha này. Đã. Thế thì tôi hỏi rằng bây giờ tôi nghĩ là nếu mà cái chuyện nó xảy ra bên Mỹ thì cái chuyện có cái chuyện gì nó xảy ra với cái người tù này,
cái người tù mà tôi vừa nói thí dụ như là người tù Robert Martinez là một cái người Mỹ, hay là Robert Bob Casey, nói thí dụ bây giờ cái anh Bob Casey 50 tuổi, anh phạm cái tội khủng bố nước Mỹ, rồi anh ra tòa ở Federal Court ở dưới San Diego ngay chỗ tôi ở nè, Rồi. mấy bước ở văn phòng tôi, mà rồi anh bị tòa xét ban một cái bản án 12 năm. Thì nếu mà có người cái việc tôi làm, có người hỏi tôi là cái chuyện gì xảy ra với cái thằng cha này, thì tôi sẽ giải nghĩa rất là rõ ràng và rất là kỹ lưỡng. Là tại vì nếu mà khi mà bị xử vào cái tội đó đây, thì anh đó sẽ phải ở, cái người đó nó sẽ phải ở trong một cái nhà tù rất là, coi như là maximum security, đó có nghĩa là tối đa an ninh lên mức tối đa, maximum mà Maximum, hiểu rồi. maximum security prison, và anh sẽ phải phục vụ hết đủ 12 năm tại Federal, anh Chính, phục vụ đủ phải 12 phải năm, chính xác như thế, là như thế. phải đủ 12 năm, Đúng. rồi sau đó là người ta mới tính sau. Đấy là câu chuyện, cái lời nói, cái lời giải nghĩa giản dị của tôi và căn bản và như vậy thôi. Rồi, chính xác. Thế thì khi hồi sáng này, ngay từ tối hôm qua, chiều chiều khuya khuya hôm qua tôi nghe thấy cái bản tin đó, thì tôi thấy rất là ngạc nhiên. Tôi nói là ngạc nhiên là thế nào anh? Ngạc nhiên là tại sao mà anh Nguyễn Minh Phương này, anh cũng bị cái tội như vậy đó. Tội như cái thằng Bob Bob Casey ở đây đó. Cũng 50 tuổi, người Mỹ trắng, đại khái vậy đó. Bị xử tù 12 năm. Thế thì anh Nguyễn Phương ở Việt Nam, anh cũng bị cái tội y chang như vậy đó. Cũng bị tù 12 năm. Mà anh ở đó cũng có 2 năm thôi. Rồi nhà nước Việt Nam họ thả ra. Thì tôi ngồi tôi nghĩ là, tôi ngồi từ tối hôm qua tới bây giờ tôi ngồi biết tại sao mà người Việt Nam, nhà nước Việt Nam họ có thể làm được cái việc đó anh. Trong khi đó là cái nhà nước, cái chính phủ Hoa Kỳ này, là cái điều đó là điều không thể nào xảy ra. Không thể. 100% không thể nào nó có thể xảy ra cái chuyện đó. Thế thì tối ngày tôi ngồi tôi nghĩ mãi tôi, thì mình mà anh đến sáng này nè, sáng ngày hôm nay ra đây, thì tôi tìm ra là Việt Nam mình có cái đức ân xá, Theo ân xá. chính xác. Bây giờ tôi cắt cái này cho anh Phương Phượng ha. Ok. Anh nói như vậy thì tôi cũng thì anh gọi tôi và nói cái chuyện đó thì tôi cũng ngỡ ngàng, là bởi vì cái mức án với lại cái người mà đứng thụ án đó nó ngắn Đúng quá, nó rồi. ngắn quá. Đúng rồi, À, đúng rồi, đúng rồi. à, vì cái chỗ đó thành ra anh nói thắc mắc tôi cũng thắc mắc luôn, bởi vì tôi cũng không biết Đúng làm rồi. sao. Thì theo tôi nghĩ là như vậy, có nghĩa là đối với cái xã hội chủ nghĩa mà đất nước mình bây giờ, tôi thấy không phải riêng dòng này đâu anh, không phải riêng dòng này đâu, nhưng mà cứ mỗi lần mà gọi là, theo cái tôi biết á, là cứ mỗi lần lễ Quốc Khánh, lễ 2 tháng 9 Ok. á, Ok. nếu anh mà cải, nói chung là mấy ông dùng cái từ là coi như là cải tạo tốt, hoặc là có nghĩa là bị Ok. ăn năn hối cải gì đó, thì người ta Ok. sẽ một là giả mãn, hai là phóng thích trước thời hạn. Ok anh. Đấy, Ok. thì tôi nghĩ đó là cái vấn đề nhân văn của cái sự chế độ của hiện tại bây giờ của Việt Nam, mà không phải riêng gì ông này đâu. Và từ hồi xưa, từ mấy chục năm tôi ở trong nước cũng về trước cũng vậy, có nghĩa là cứ mỗi lần 2 tháng 9 vậy là tù xì ke, tù giết người, tù gì cũng vậy đều bị được giảm án, mà với điều kiện cái người đó phải là ăn năn hối cải thì Ok người ta hiểu chấp rồi, nhận đúng vậy. Thì rồi. theo tôi nghĩ ông này chắc là lẽ là ông ở trong tù, mình đoán thôi nha, cái này tuần mình không phải là ở trong nước, Ok. mình Mình cũng đoán, ở đó, mình mình không biết, biết gì đúng rồi, hết, đúng 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 nhưng tất mà theo cả. tôi nghĩ là ở đây không, nhà nước Việt Nam không bị bất cứ một áp lực nào. Có nghĩa là gì? Hay. Họ thích là họ làm, Ra chứ không cứ đừng đúng. nói tại vì tại vì Mỹ, tại vì Pháp, tại vì Anh, tại này tại kia, đó là cái chuyện tào lao, không có tại ai chứ. Tôi theo tôi nghĩ là vậy, không có tại ai chứ. Có nghĩa là trong cái quá trình mà ở trong tù đó, thằng này có Đúng lẽ rồi, là hối hận, có lẽ là tại sao mình đúng, ngu vậy, mình làm những cái chuyện rùi bu vậy I ta know, thấy đấy, không, giản dị vì như vậy thôi đó đấy, có thấy thể là viết bản kiểm điểm hay là không, viết cái bản gì là tôi thành thật hối hận vậy, nhiều nhiều lần quá, thì cái cấp trên của cái nhà tù họ nghĩ lại và họ đề bạt. yes. Thứ nhất là ông này và ở trong tù đại khái là coi như là tuân thủ những cái quy định đại khái, nói chung là mình không biết gì hết, nhưng mà có điều Ok, là mình nghĩ là ok. ông này theo tôi nghĩ là có một cái sự hướng thiện và có cái thành tâm phụng Yeah. việc, thì nhà nước cảm thấy ân xá. Thứ nhất là ân xá là thứ nhất là nhân đạo, thứ hai Yeah. nữa là
ngay tại thời điểm này Việt Nam và Mỹ nó có một sự bắt tay rất là chặt chẽ, Yes. do nên vừa lấy lòng cảm tình mà vừa ân xá được một cái chuyện coi như là cũng cũng không có cái gì gọi là ở đây còn thuộc về cộng hòa các mình nói về quốc gia nói chuyện với quốc gia, chứ Đúng còn mình thì mình thuộc dạng coi như tầm phào rồi ba ba phải rồi đúng thì rồi mà nói đúng đúng đấy, thực ra mình nói là mình cũng không thể làm lại gì sau khi mình giải mã được, tức như là mình hiểu được điều đó thì mình cảm thấy là cũng yeah không có cái gì gọi là phải thương vốn, bởi vì đúng cái chính sách của nhà nước Việt Nam mình theo tôi hiểu đó nha, tại tôi mình là chúng ta yes đều ở nước ngoài cả, nhưng mà yes đều mình cảm thấy là chứng tỏ có một cái sự nhân đạo. yes Rồi bây giờ mình nói chuyện thêm một cái chuyện mà so sánh giữa cái nhà tù giữa Việt Nam và Mỹ và chế độ cũ và chế độ mới. Đấy, ở Việt Nam sau khi anh mãn hạn tù, bất cứ anh mang một cái án gì tôi không cần biết đó, nhưng khi anh ra tù anh có quyền tái lập lại cuộc đời, có nghĩa là anh hòa nhập vào cộng đồng xã hội được, ok. Nhưng mà ở nước Mỹ này khi anh ra tù là coi như cuộc đời anh nó mất trắng, là bởi vì ở ngục tù ở Mỹ này anh biết là nó đeo bám mình ở mức độ cũng khiếp, là cái số Đúng security mình là nó muôn đời, rồi. nó muôn đời. Khi anh dính vô đó là trong đó cái hồ sơ nó ghi anh đã bị ở tù, thì bây giờ anh mang cái con người của anh á, anh đi apply job, anh làm tất cả mọi chuyện, nó dòm nó bắt rau, nó check bắt rau gì là coi như anh không bao giờ anh có việc làm và các hãng sữa nó không có nhận Ai dám nhận đấy. Nhưng ngược lại ở Việt Nam anh phạm tội anh? sát nhân, anh phạm tội cố ý hay là thương ý đại khái, nói chung là theo khi anh mãn hạn tù vài chục năm anh trở về người ta cũng tái hoạt động, là người ta cũng tái cho anh vào cái cộng đồng xã hội. thậm Anh chí nói cái điều đó thậm đúng. chí có những cái tôi biết là có những cái trường đào tạo nghề trong tù luôn, Hiểu rồi. làm thợ mộc, làm thợ đại khái, làm cái chuyện gì trong tù đang giỏ đang may làm mỹ nghệ Đúng đại rồi. khái gì đó, Đúng để rồi. chi để Đúng anh giúp đỡ anh đi ra ngoài rồi. khỏi tù để anh đó Đúng, đó đúng, cái đúng, đó đúng, đúng, đúng. đó đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái tù của Việt Nam và tù của Mỹ, đó nó có hai cái ở đây tao không rành lắm ở trong tù Việt Nam, mà bởi vậy phải có ai ở đây nó có những cái mà chút xíu nữa nói đi, nói cho thoải mái đi, những người nào mà ở làm ở lĩnh vực gì đó mà rành trên cái vấn đề pháp lý của nhà tù ở trong Việt Nam thì chút xíu là mời lên để hai anh em mình Ok, lúc xíu hai anh anh em mình tìm hiểu thêm, đúng không? đúng Đúng rồi đó, rồi, là tại vì thế này nè, tại vì thế là mình ở bên này là mình 25 năm sau này á, đúng rồi, từ năm 95 1995 đến lăm năm đến, rồi. từ năm 1995 tới bây giờ đó là mình không có làm gì hết, là cả ngày mình ở trong tù nhà tù thôi. Tại mình có một mình có một cái công ty đó mà mình cho người ta vay tiền đi tặng ngoại hầu tra đi beo đấy. Gọi là beo á, Là beo đó, tức là 25 năm nay đó là tại ngoại mình hầu ra cái từ Việt tại ngoại Nam, hầu đúng tra, rồi. tức là mình làm cái việc đó thôi đó. Thật sự đó là cả đời cả ngày mình ở trong Thế tù là mình ra cái chuyện tù tòa Mỹ là chắc anh rành lắm rồi, khỏi nói rồi. trời đó, tức là ai lúc mình nói chuyện tù Mỹ, mình nói đời mình mới chuyện, Đúng rồi. tại vì mình có cái thế này, anh nói chuyện là cái chuyện mà cái nhà tù đây thì anh nói chuyện là anh vừa nói đến là cái người tù mà nó khi nó mãn hạn tù á mà nó ra, tức là coi như là cuộc đời nó hết nó mất mất đi Mất đó, đi nó hết rồi đó, thì là cái đó là mình nhìn thấy mỗi ngày này. nhưng mà anh phải chắc Ban anh phải đầu xác nhận với tôi là ở Mỹ này khi anh ở tù anh ra là anh mất trắng, mất trắng, vậy mất vậy trắng. đúng, anh nói chuyện rất đúng, rất đúng. Cái này có cái gì này. Căn bản là vậy, là tại vì ở đây không ai biết ai hết á, người ta biết anh nói là bây giờ thôi dừng, nó đừng nói xa quá đi, bây giờ nói là anh với cái người hàng xóm của anh á Đúng, không biết không nhau biết nhiều nhau đâu. đâu, nhiều rõ ràng Thành thử đó, bây giờ mà anh mang cái thân của anh mà anh đi đến anh xin một cái việc làm của một người rất là lạ đúng rồi, thì làm nó họ lại càng không biết anh nữa, là càng không tại vì biết, cái thằng hàng xóm ấy. đúng rồi, Chứ còn cái thằng Việt Nam thì nó lại khác anh à, nói nồm thằng này Việt Nam thì nó có bố mẹ, nó có anh em, nó có chú anh Phượng nó có cái điều này tôi như ví von cho anh nghe nè. Ở Việt Nam anh với cái nhà hàng xóm anh nói một câu vậy, anh nói một câu vậy nè: ê nhà tao bên đây không có gạo, cho tao mượn mấy lon gạo về nấu tự nhiên cái đúng đưa liền rồi. à, ê mày vô mày lấy đi, mày lấy đi bữa nào trả tao cũng được. Nhưng mà ở bên Mỹ này làm gì có chuyện đó anh, Cái người Mỹ bây giờ nói chuyện về văn hóa chút không, rồi mình quay lại cái chuyện nhà tù. rồi nói đi.
chuyện văn hóa của người Mỹ thì anh biết mà, anh ở bên đó mà sức lạnh Rồi. mà cái đất này là lập ra bởi mấy ông ăn lê, mấy người da trắng sức lạnh. Mà người da trắng sức lạnh thì cái tới mùa lạnh lên là họ mỗi nhà có cái hầm mà cái nó chui như cái hầm mà nó ở chứ Đúng rồi. đó, rồi nó nấu cơm nấu nước gì ăn uống rồi nó uống rượu nó nói chuyện, họ rất là đơn lẻ ấy. Căn bản cái xã hội này rất là đơn Đơn lẻ, lẻ, đúng rồi. nó xa lắm anh, nó xa, nhà hàng xóm nó cũng xa, rồi trong nhà nó cũng xa, trong nhà thì nhà đất ra làm cái nhà ra 4 5 phòng, bố mẹ 1 phòng, con thằng con này 1 phòng, con kia 1 phòng, tụi nó không có ngủ chung với nhau, thành thử ra cái tình thân trong nhà nó cũng ít đi, mỗi nhà nó 1 phòng đóng cửa lại, thành thử nó cái sự liên hệ gia đình nó có nhưng mà nó không có nhiều lắm đâu. Nhưng Việt Nam thì ngủ chung với nhau, đánh nhau tối ngủ với nhau, thằng này đè thằng kia, nói thí dụ vậy đó, ngủ chung với nhau, mình anh em mình phải ngủ chung với nhau, con cái nó phải ngủ chung với nhau thì nó mới thương nhau chứ, mà mỗi đứa 1 phòng đóng cửa lại rồi thôi, mỗi đứa một chuyện thì đó là mình nói chuyện căn bản của xã hội. Nhưng mà bây giờ mình quay lại cái chuyện tù, cái chuyện người tù đây, thì khi mà tôi nghĩ về cái ông Nguyễn Minh Phương này, tôi ngồi tôi đến khi mà tôi tìm ra đó là Việt Nam mình á, khi mà tôi nghĩ ra Việt Nam mình có cái đức ân xá này, thì thật là cái đức ân xá bây giờ nói chuyện người tù nhá, thì mình nghĩ là cái người Việt Nam mình á, là giữ tù là lâu lắm rồi, từ ngày có cái đất nước Việt Nam là có mấy ông xâm lăng ông đến, mấy cái thằng nước quân ngoại xâm nó đến, Đúng rồi, khi đến mà đánh nhau thì mình phải có tù binh, nó phải chặt có tù binh, thì phải có tù đúng binh, rồi. thì khi mà có tù binh rồi thì Việt Nam mình giữ tù lâu lắm rồi, thì Việt Nam nó được có cái như này, họ có những cái kinh nghiệm rất là tốt, và như có những cái nền những cái văn hóa cư xử với người tù rất là hay, rất là đặc biệt đây, và rất là nhân văn. Là chẳng hạn thế này nè, khi Việt Nam mà giữ tù binh á, thì có một điều họ không bao giờ họ làm là họ giữ tù binh để làm nô lệ, đó là cái điều đầu tiên, họ không có giữ người làm nô lệ. Khi mà giữ tù binh rồi á, thì nó tìm cách đủ mọi cách để anh thả đi, nuôi mệt quá đi, không họ không có giữ người Việt Nam mà giữ tù binh chiến tranh, họ không có giữ, họ chỉ bắt thôi rồi bắt xong rồi họ giả, họ không có giữ à, họ không có cái đầu óc của họ, họ không có nghĩ là mình phải bắt thằng này kia làm nô lệ cho mình, họ không có chịu làm nô lệ, cái người Việt Nam mới được cái đó. Thì đó là cái chuyện từ đời xưa đến giờ ấy. Bắt được tù binh đó là thu dọn rồi tìm cách gửi người ta về, trước khi về đó hồi trong À, nhắc sử mình á. nhắc tới cái vụ đó thì tôi mới nhớ lại cái thằng quỷ Phú, nó mới nói thì nó có hai, rõ ràng là theo lời anh bây giờ nói, cái người tù của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, anh thấy nhớ nhớ cái chữ lao công đạo binh không? Lao công, Lao công, lao nghe công anh nghe cái tên là anh thấy rồi, thấy. Ờ, ông thấy mà lao công đạo binh là mà ông thấy người ông hết xài, ai xài anh bây đã giờ. vậy thôi còn biết xưa ngồi viết chữ nữa, I know anh. Anh thử tưởng tượng bây giờ anh thiệt để chứ. một cái tên mà anh em mình không đồng ngũ, mình không biết đâu có ai xa lạ đâu anh. Tại vì ngày xưa nó lính trung bình mà. Bây giờ nó sợ đấy, bỏ ra ngoài lao công chiến trường. Đúng rồi. Ông không có thể tưởng tượng là một cái sự nhục nhã nào hơn cho người con trai. Anh em mình ở đây 45 năm mà không có thằng nào nó dám nói cái chuyện đó. Anh em mình ngoài này nè, ở ngoài này 45 năm, bao giờ mỗi lần mình nói với cái chuyện ngày xưa, anh nói với mấy ông lính, bao giờ mình nói cái chuyện rất là hấp dẫn, nhưng mà cái chữ lao công chiến trường chưa bao giờ tôi nghe thấy. Nó mà trong xóm của tôi ở, tôi đã nhìn thấy Đào câu chuyện xót lắm, bao nhiêu đào người. xót lắm. Ở trong xóm của mình đây, ở trong cái lứa của mình đã nhìn thấy bao nhiêu người làm lao công chiến trường, đào binh lao công chiến trường. Thì bây giờ mình trở lại câu chuyện người tù Việt Nam mình ân xá. Cái ân xá này Rồi nói đi. là mình nói chuyện người nhà tù bên Mỹ. Một năm á, tôi ngồi tôi đếm ấy, tức là người Việt Nam, người Mỹ họ ân xá giỏi lắm, chừng được 10 người. Có năm là được 10 người, có năm là được 6 7 người. Mà mỗi lần ân xá như vậy đó là không không là 3 4 năm mới được 10 người. Mà mỗi lần ân xá như vậy đây là rất là chỉ có tổng thống mới được có quyền ân xá thôi, hay là ông thống đốc mới được quyền ân xá thôi, chứ còn không có được ai có quyền ân xá cả, thành thứ đó họ ân xá rất ít. Rồi. Ân xá có nghĩa là gì? Ân xá là nghĩa là ông thụ oán, ông có được cái án 12 năm, bây giờ ông làm được 8 năm rồi, Còn 4 năm ân xá. còn 4 năm mà thì giờ mình thả ông ra ân xá, tức là ông muốn làm gì ông làm. Chứ người Mỹ thì chứ họ không có. Mình đang nói cái chuyện đó, tôi muốn khẳng định là mình đang nói chuyện về ân xá đó, tức là mình được tha,
chứ không có phải, chứ mình không có nói cái chuyện probation tức là chuyện quản chế. Ở đây tất cả những nhà tù mình á, đặc biệt là cái nhà tù của tiểu bang đấy, thì họ có cái chế độ quản chế là thí dụ ông nó họ phạt ông 10 năm, ông trong đó ông ăn ở đàng hoàng nhẹ nhàng, ông không có quấn lộ, thì giờ đến khoảng chừng 8 năm 6 năm 6 năm thì có thể họ thả ông ra. Nhưng mà họ thả ông ra ông nằm ở trong cái chế độ quản chế probation. Tháng đầu tiên ông phải gọi đến cảnh sát mấy Đúng lần, ông rồi. phải đến trình diện mấy lần. Tháng thứ hai ông càng ngày nó càng giảm đi, nhưng mà bao giờ ông cũng phải chịu kiểm Bị soát kiểm của nhà tra nước. của nhà nước. Yes. Đấy là mình nói hai cái chuyện nó khác nhau anh. Hai cái chuyện nó khác nhau. Ông Nguyễn Minh Phương này đó, tức là ông đã được có tuyên án và ông đang thụ án và ông được ân xá. Đó là cái điều mà với tôi đó, không thể nào xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ này. Chính xác, Không thể nào. chính xác. Không thể Bây nào. giờ tôi bổ sung thêm cái chỗ này nữa là anh Phượng, có nghĩa là gì, là đối với cái nhà tù của Mỹ và nhà tù của Việt Nam nó có chỗ khác biệt chỗ này. Có nghĩa là vậy, nhà tù có nghĩa đúng nghĩa tù. Đúng nghĩa tù là gì? Đúng nghĩa tù là anh ở sau song sắt và anh ở trong một cái hộp và anh ở trong một Tù tù, đúng nghĩa tù tù cả tù. Còn tù Việt Nam nó vui lắm, tôi nghe mấy kia nó kể lại thôi chứ tôi không biết gì hết. Nhưng mà chỗ này là tù ở Việt Nam á, rượu mà sáng 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 được ăn sáng rồi giác giác cuốc đi ra ruộng với lại đi ra đồng chơi chơi, đây có nghĩa làm là việc làm việc chứ làm không việc phải là chơi, nhưng làm mà đi ra ngoài chứ nó không phải ở trong, nó không phải ở trong trong cái chuồng đó, có nghĩa là tối về cũng có ở chỗ ngủ rồi. Trời khổ, đúng rồi, đi sản xuất đây thành ra vì chỗ đó ở tù Mỹ thì dễ điên lắm. Nhưng mà ở tù Việt Nam thì rất đúng rồi nhiều lúc mình mà nói là cho vui thôi, còn còn có sự tập exercise nữa, biết không, tập sức mạnh tập khỏe vui. Có nghĩa là được lao động đúng rồi, dùng Yes. từ lao động mình không rành lắm, Đúng rồi. thì đó nó có hai cái tù. Bởi vậy ngày xưa dân chơi, giờ hồi chế độ cũ thì dân chơi Việt Nam mình nó có một cái câu rất hay: nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Thì bởi giờ trong tù có nghĩa là không có làm được cái gì cả, Đúng cứ rồi. 2 mét vuông thôi, một thằng ở không hết 2 mét vuông thôi. Đúng À, rồi. cho nên bị nó ở trong 2 mét vuông đó, ở đi Đúng khó rồi. ăn ỉa luôn trong đó luôn, khó vậy. À, đúng rồi. Thì Cái anh nói chuyện lao động á, tôi nghĩ là anh nói chuyện đó thì giờ mình lại nói ngay cái người Mỹ họ tù trong khổ, trong nhà tù nó tức là coi như là nó ở trong cái building mà anh, nó có nó tiệm phòng có một cái phim ảnh nó chiếu rồi building, đó, chiếu trai gì. yes, trong cái building, có nghĩa là ông ở trong cái building đó rồi 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 là ông không có được làm gì hết á, không có được ra ngoài, ông lao động mà ở đó đây, mà con người của người ta nó mà nó bị tù túng quá, nó khổ lắm Bị stress á, dữ anh lắm, nói chuyện mà điên điên cùng cùng, anh nói chuyện mà đúng đúng rồi, rất 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 dễ nổi rất điên, dễ nổi điên và rất bể, giết nhau, có thể đánh giết nhau, nhau giết rất dễ nhau đấy. tại vì nó không có việc làm. Còn cái anh nói chuyện nhà tù Việt Nam mà ăn xong cái là phải các bác quốc là đồng làm, đó là một điều rất là hay, bắt người ta bị mệt mỏi bí gì làm việc sản xuất, bây biết bây con giờ người mình bây còn giờ có cái nghĩa nghĩa của nó, đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình rất hay kêu lắm kêu mấy thằng Mỹ mà nó giống Việt Nam, nó mừng thấy mẹ luôn. Mấy thằng tù Mỹ, mấy thằng tù á. Mỹ mà nói Việt Nam là nó mừng thấy mẹ, được Yes. ra đường, được dồn ra Ra dồn đường lại đấy. rồi kia, mặc Yes. dù nó được quản chế có lính cảnh sát đi Yes. theo nhưng mà nó dồn tới Yes. đã rồi, nó phải bây giờ Yes. trở lại như cũ nó không chịu đâu, tao bố làm không Làm cho sao mày chịu chấp nổi anh? Trời ơi, chân trong nhà tù đấy. bây giờ anh nói cái chuyện đó mình mới thấy đấy. Tại vì nhà tù là mình ngày nào cái là mình cuộc đời mình là chỉ có cho hai nơi mình làm việc, đó là chỉ có nhà tù với nhà tòa thôi. Tức là cả ngày mình ở trong đó mà tôi anh nói vậy rất là đúng anh. Là tại vì mình khi mà mình được ra ngoài đồng, ra ngoài đường mình làm việc có nắng vô trong người Đúng rồi, mình làm việc nó mình làm ăn khỏe rồi, giống như kia nó khỏe, mà mình thấy đầu con đầu người óc mình nó nó ở đầu bây đầu giờ óc nó thanh thản. con người của mình là không có phải là vô dụng, cuộc đời mình cũng có vô dụng chứ. Mấy người tù của Mỹ á, họ tội nghiệp lắm, họ chỉ biết nói một câu à, bây giờ mình doing time, tức là mình doing Doing time, tức time. là có nghĩa là doing time là có nghĩa là giờ Hết dạy tôi rồi, là bây giờ hết rồi. coi như một mình ở tù 10 năm là coi như là cái 10 năm đó mình không có làm được cái Không gì, được gì tại hết. ấy mình có nghĩa gì hết. Doing time là vậy đây, doing time cái danh từ họ dùng rất là khổ, mà thật sự là như vậy. Người Mỹ họ ở trong tù cái gì họ không có cả, bao giờ họ không có đói, bao giờ cũng cũng ấm Đúng rồi, áp về mặt tinh à, thần khổ lắm. đúng rồi, bao giờ cũng lạnh, bao giờ cũng lạnh 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 trong nhà tù của Mỹ này. Không khí họ để họ có air conditioning mà anh, họ có Air điều hòa conditioner. mà, bao giờ họ cũng để rất lạnh à, chứ họ không có để nóng. Lạnh người ta co ro nó lạnh nó không có nổi điên Nổi đấy. điên thì đúng Khi rồi. mà nó lạnh nó thì nó bắt nổi điên,
thì đó là những đặc điểm của thành thử ra mà họ 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 rất là quấn trí ấy nhỉ, họ rất là quấn trí. Còn cái chuyện mà anh được ra ngoài, anh được ánh nắng mặt trời nó rọi vào trong người anh được cầm cái cuốc, anh đào quả đất, rồi anh trồng rồi cây ngày hôm sau cây trồng anh bớt trồng cái cái cây, rồi một tháng sau anh thấy cái cây nó lớn lên anh nó thưởng được cái thành quả của anh mình làm, cho anh nên việc thành cái thử đó là anh con đó nó thanh thản, cái người tù nó không có dữ tợn này, đúng rồi, nó hiền. bạn nó hiền lại bắt trồng cây mà sao nó giữ được anh, bắt trồng cây mà thôi. Bây giờ mình nói chuyện, mình giờ mình nói chuyện hai nơi rồi anh mình mới hiểu thêm chút. Thì cái chuyện lao động là như vậy thôi, còn anh nói chuyện mà học nghề cái cải tạo đó, bây giờ anh ở Việt Nam thì anh nghe Việt Nam người ta nói nhiều, mình ở bên này đó thì mình biết cái chuyện Mỹ ở đây nè. Anh biết không, cái người tù của mình ấy, họ rất là khổ anh, họ không có học hành mẹ gì hết đó. Có nào trong đó thì bây giờ họ mua, thì tôi nói anh nghe này, ở dưới cái nhà tù của tôi đó thì là lâu lâu tuần thì nó có mấy người trong nhà thờ họ cầm Bible vô rồi họ xin gặp người này người kia họ giảng giảng đạo, hay là trong cái nhà tù á họ có nào nó liên lạc được ra ngoài thì nó biểu làm ơn gửi tới người mang thánh kinh đến, hay là cái này chuyện này chuyện kia để giảng đạo cho nó, ngồi nói chuyện riêng. Tại vì nhà tù đấy anh, mặc dù cái nhà tù mà mặc dù cái tội người ta làm không có cái gì hết á, anh trộm ăn cắp vớ vẩn thôi, nhưng mà bây giờ muốn gặp người ở ngoài nó rất là khó anh. Một miếng đó là mình thằng kia ngồi đằng sau cái song sắt có miếng tre, thằng này ở ngoài ngồi đằng sau cái mắt kiếng nó sẽ nói chuyện cho bằng điện thoại anh, chứ không nói chuyện cho bằng mồm được. Tức là nó rất là đơn lẻ. Thành thử ra cái người tù ở Mỹ bây giờ anh nói mình để ý họ rất là dữ, Nó hung dữ, coi là cái rất dữ anh, thời gian với cái không gian ở tù nó làm vậy, thành ra nó bị stress quá nặng rồi, rất rất dữ. rất là dữ, dễ gây Yes. dễ dễ gây dễ Giết nhau lắm anh, dễ giết nhau vì dễ nổi đánh nóng nhau lắm. đó, để thấy vậy. Yes. Bây giờ mà anh nói mình biết là thì, bây giờ mình hồi đó cho mình không có để ý, nhưng mà bây giờ anh nói là lao động là vậy đây. Mấy ông đi làm mà trong ngoài vườn đó, mà anh ngoài ngoài vườn mà ông đi làm á, ông cầm cái cuốc đó, mặt trời nó rọi vào ông người ông mồ hôi nó ra, ông ráng ông trồng trọt này kia, ông biết ông người ông khỏe lại, người ông không có giữ đâu. Thì giờ mình lặp Nó lại gọi cái chuyện là cải tạo đúng rồi. Sao em nói đi. thành thử ra là đến khi mà mình thấy Việt Nam ân xá ông Nguyễn Phương này mình rất mừng này, mừng là mừng và vui, mừng thì mình cũng mừng mà rất là vui. Vui là tại vì phải có những người mà thật là mạnh mẽ, phải có một cái nền văn hóa này thật là mạnh mẽ và thật là nhân văn thì người ta mới ân xá được, chứ còn mình sợ quá mình đâu quan sát được anh. Anh mà sợ anh thấy nó vô tù rồi mà anh làm cho anh sợ quá đó, thì làm sao mình ra anh dám thả nó ra, À, anh thấy không? Cái thì điều đó cũng giống. điều chứng tỏ là cái người Việt Nam mình rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Mình ý là muốn nói là mình có vẻ không có sợ gì cả, mình thả ra mình không sợ nó làm phản lại hay là thả nó ra không có sao hết, ân xá biết hối lỗi rồi ân xá, rồi từ đó mình tính sau, cái cái mình rất cái hãnh cái diện cái với vấn cái điều cái đó. vấn đề tôi muốn nhấn mạnh ở đây có nghĩa là vậy, ở đây nhà nước Việt Nam theo tôi hiểu nha, có nghĩa là nhà nước trong không hề bị bất cứ một cái áp lực gì cả, rõ ràng thì đó tôi thấy rõ ràng gì đó, và tôi cảm thấy anh phục thiện và anh cảm thấy có sự ăn năn hối hận là tôi thả thôi, chứ đừng có quy chụp là nhờ Đúng tao rồi, nhờ đúng mày nhờ anh nhờ à, pháp nhờ tà la nhà đó, ông dân nhờ biểu ông này ông nhờ kia đó bậy bạ, không có vụ đó, trời miễn đi, tôi khổ lắm tôi bảo vậy rồi chứ cái gì, phải đúng không, rồi chỉ anh, vậy tại thôi. vì bây giờ anh nhắc chuyện nhờ ông dân biểu này giờ mình kia, thì hồi mà ông Nguyễn Minh Vương này ông vừa bị bắt á, thì Đấy. bà vợ của ông bên Orange County nè, Có họp báo rồi ui tùm chà lum tà kêu la trơn trọi, kêu sùm kêu mất có dân biểu ai tới ông làm được gì dân đâu, khổ vậy. rồi tôi nói trời ơi không có được làm như vậy, đừng có làm ầm lên, cái chuyện này mà mình nó không tốt là mình làm ầm lên đúng lợi gì anh, trời cái chuyện này nó khó khăn mà khó khăn cho nhà ổng mà, tại sao mà kêu kêu cái Nhưng người Mỹ mà vô cũng sùm lên đúng gì anh. rồi, nhưng mà Nhưng mà cái điều đó là cái điều không có được làm, không có nên làm. Thành thử ra nó tôi đã nói ngay từ lúc phải làm cái điều này là rất là sai, chắc là mình biết rõ ràng như vậy không có được làm như vậy. Nhưng mà cũng được thế này, được thế này nhỉ, được là người Việt Nam mình rất là tự tin, mình rất là mừng khi mình thấy người Việt Nam mình rất là tự tin và rất là nhân ái khi mà ân xá cái ông này. À, tại vì không phải là nó đặc biệt với tôi đó, nó rất đặc biệt với tôi là tại vì tôi ngồi tôi đếm lại một năm, tức là Mỹ ân xá được 4 năm họ mới ân xá được khoảng chừng 10 người,
Anh Sáng À, bây giờ tôi cắt lời tôi nói chút xíu này, đây đây là có một cái sự trình độ hiểu biết đơn sơ và nghe nói lại thôi nha, bên đây mình không có nói gì. Theo tôi hiểu ở đất nước Việt Nam mình đó, có nghĩa là mỗi năm và nhằm vào lúc lễ Quốc khánh là cái lễ 2 tháng 9 phải không? tháng 2 tháng chín 9 ok. thì các nhà tù được ân xá và được phóng thích, có nghĩa là nếu tội nhẹ thì phóng thích, còn những cái người nào mà tội nặng thì lại rút rút ngắn thời gian lại, thì rút ngắn hình phạt lại, Nghe hiểu với hiểu điều kiện là người ta phải cái gì đó học tập tốt hoặc cái gì đó, đại khái là hiểu mỗi năm. ok. Thì tôi theo tôi hiểu cái ông này á, thì cũng bây giờ tháng 10 rồi, thì tháng 9 À, con sẽ tháng hết 9 năm vừa rồi đúng qua, không? tháng 9 Đúng vừa rồi. qua họ được ân xá là bởi vì ông này đã có một một cái thành tích là coi như là đã tốt, học tập tốt, để thành ra vì đó người ta cảm thấy không cần với ông này nữa, thì ta không thích thế thôi, đơn giản vậy chứ không có Đúng cái rồi, gì cả, đúng rồi. không biết Đúng rồi, rồi rất hay. đó. Rất hay. Thì đâu phải bây giờ mà hàng năm, và rất nhiều Hàng năm người, rất hàng rất năm, nhiều rất là người. nhiều người đó. Không biết tao nói vậy cái lúc tao không Mà biết nữa. nhưng mà tại vì là cái mấy tại vì mình sống ở ngoài này đó. Rồi mấy ông Việt Nam này làm ầm lên á, thì Đó. thường mình thấy rất là lạ đấy, mình thấy rất là lạ thì là mình muốn nói tại sao đấy như vậy? Đúng rồi. Tại vì cái chuyện này nó không thể nào xảy ra được Mỹ được. Tôi thì tôi thì tại anh gọi anh hỏi tôi cũng bất ngờ bởi tôi không biết cái chuyện này. Thì anh Không hỏi thể tôi thì bây giờ mình hai già mình bên này không có biết mẹ Việt Nam, nhưng mình ngồi mình phân tích theo cái kiểu nông dân á, để coi thử đúng là không, nào. so sánh giữa luật pháp của Mỹ và luật pháp Việt Nam thì coi thử ai nhân văn hơn ai Ôi giời. đấy. Rồi xong thì thế rồi thì mình mới hiểu được cái điều là có trên mạng này vô YouTube rồi có một cái nó đưa lên YouTube, nó có một cái con nhỏ tên là con gì ta, con Phượng Cali Cali gì đó, thì nó Ok. phỏng vấn một cái con nhỏ bụi đời có là vô gia cư, nhưng mà dùng dưới chân nó một cái còng bự tổ bố mà ở dưới nó có gắn cái máy Ok. à, nhưng mà hỏi nó phạm tội gì thì nó bị nhậu xỉn nó lái xe mà tái phạm 2-3 lần gì đó, coi như là công cảnh sát đồ má giờ không cho mày lái xe nữa, mà bắt luôn cái còng lun đồ nhấn nhấn luôn cái còng, mà đồ, đi đâu cũng nhấn vô cái còng, có nghĩa là mày đi xa chỗ ở mày khoảng 1 mai là nó biết mày, nó bắt go cổ mày đó, Đúng cổ người ta đây. rồi. Việt Nam Đúng rồi. đó. Cái người người Mỹ mà họ quản chế người ta hay lắm anh bây giờ anh nói lại là cái người tù anh. Người tù mà nó ở tù rồi đây, người tù ở Mỹ này, à, tù rồi đó. Ra là coi như vậy đó. Tiêu còn chấm hết cuộc đời chấm Rất khổ nha. Tôi là tôi biết bao nhiêu người ngay ở cái xứ San Diego của tôi nè. Trời ơi ta là anh biết không? Để mình nói nghe nè. Cái chuyện giản dị thôi nhá. Có cái anh đó anh bị tù ở tù xét thôi, có vẫn thôi. Đến khi mà anh được thả ra đây thì internet thì anh đi mở ngân hàng, mở một cái account, mở một cái account ở trong ngân hàng thì họ đã rồi phải có security number, rồi họ đánh ra nó không có, không thấy có security đây, ngân hàng nó không cho mở luôn mà. nó không có security. Ông nói tại sao không có, không biết ông phải ông hỏi tôi nó tại sao không có, là sao ông hỏi tôi nó không có, là ông hỏi Có nghĩa mấy là thằng cha nó phát nói một cách không đơn, có ở nước ra Mỹ này mất là cái nguyên dã man thật, cái điều đó điều dã cái man nguyên nhất lắm nguyên cái đấy. nguyên tắc tự do tối thiểu của một con người là anh được quyền, tất cả mọi người dân trên nước Mỹ là anh được quyền mở ngân hàng, có nghĩa là đó là cái tài sản cá nhân của anh, nhưng mà nó nói thẳng một câu như vậy, nếu khi anh đã phạm tù vô tù anh ra rồi thì cái quyền đó cũng mất trắng luôn. Tôi không thể tưởng tượng được ngay đến khi mà ông nói tôi không thể tưởng tượng tại ông nói tại sao tôi mở không được, nó tôi nói bây giờ hỏi tại sao không mở được, Thì nó đó dặn đánh đồ nó thôi có được số rồi, kinh nó không. bôi luôn. Đây là tôi giờ nhắc lại luôn cái chỗ này nữa, có nghĩa là theo nguồn tin theo không chính xác và chính xác tôi cũng coi lan man trên mạng thì tám ngàn người Việt Nam mình đi qua Mỹ thì sắp sửa bị trục xuất về đó, mà trục xuất từ mấy năm rồi nó kéo dài thời gian rồi, thì ý tôi nói là cái thằng Mỹ nó kỳ cục của chỗ này, có nghĩa là khi anh đã phạm tội rồi thì nó coi anh là như rác vậy đó, I know. có nghĩa Họ là cứ tống nó đang không coi ông ra là cái gì, tức là nó tống đi vào, thành ra bây giờ tôi nghĩ theo cái sự tiên đoán của tôi là không thể nào mà mấy thằng đó còn ở lại Việt Nam được, ở lại Mỹ được nữa, không ở lại Mỹ hoặc là không về Việt Nam được, Ở thì lại cũng không biết lang không thang không không biết tại gì, à, không không biết biết là cái tại gì, có nghĩa là cũng lang thang, cũng đầu đường xó chợ, cũng vậy homeless thôi. thôi, khổ vậy đó Không biết anh tội rồi.
cái người tù anh, bởi vậy ra cái như ở nhà tù Việt Nam hồi đó mình có mấy người bạn mình HO mình là tức bạn mình là đi HO rất nhiều. Thế thì mà đi cái trại cải tạo thì cả cái chữ cải tạo đó hồi đó giờ mình không có nghe. Thì trước khi mà nó cải tạo đến bây giờ mình nói chuyện với anh á, nó nói tất cả mọi người đều có một cái cải tạo. Thì giờ mình nói chuyện với anh á, bây giờ mình nói chuyện là cái chuyện mà đến ân xá này rồi đến lao động này, thì giờ cái chữ cải tạo nó mới rõ ràng đây. Cải là mình hối Hối cải lại, cải tạo là mình tạo, tạo lại cái mới, tạo là mình tạo lại cái đời đời mới, mới, đúng rồi. đời mới mình tạo lại cái đời mới mình, hay ấy chà. Tức là cái chữ nội, cái danh từ nội, cái chữ này không anh, là nó có cái nghĩa của nó rất là lớn này, rất là một cái chữ đó không là đủ nói lên cái một 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 cái nền văn hóa rất là giản dị nhẹ nhàng mà rất là nhân bản. Tức là ông cải tạo là con người ông gì, ông cải là ông thay đổi một chút, là ông tạo lên người mới của ông. Mà cái điều đó là điều rất là cần thiết và rất hay cho tất cả mọi người ở tất cả mọi bất cứ một cái vùng miền nào, kể cả người từ Việt Nam đến qua đất Mỹ. Tôi rất là mừng ngày hôm nay anh được nói chuyện với anh, san sẻ với anh về cái chuyện ông đang Nguyễn Minh Phương này, mình rất là gần gũi với câu chuyện này, và mình rất mừng là Trước mừng mãnh diện. trước mắt là bây giờ mình chỉ còn cầu chúc cho anh Phương bình an trở về là tốt rồi. Nhưng mà Thì ông sẽ bình an, ông sẽ bình sẵn cái dịp này thì mình cũng nói lên cái an. vấn đề coi như là của nhà tù Việt Nam và cái sự nhân văn của cái nhà tù Việt Nam so sánh với nhà tù Mỹ, thế thôi. Ok. Vậy thôi. Đúng, rõ ràng. Còn mà mình cũng cầu chúc là anh Phương đó, Michael Phương đó về bên Mỹ an toàn và đừng bao giờ, nói một cách mình chỉ khuyên thôi, có nghĩa là mình đừng có làm những cái điều dại dột mà mình cảm thấy là. Này, anh nói đến đó thì mình mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa mà những người phạm tội lên hồi đó người ta cứ kể chuyện là Chúa Giêsu rồi đi ra rồi gặp cái ba người đàn bà bị ném đá đấy, thì ông mới nói là nào ai mà không chưa có phạm tội thì ném đá, nhưng mà thì cái chuyện đó, nhưng mà ông nói với người bà đó là bà là hãy đứng lên và đừng bao giờ phạm tội nữa, Đúng rồi, hãy đứng đứng lên và lên đừng bao rồi. giờ phạm tội, và đừng bao giờ phạm tội nữa. Thì cái chữ cải tạo này này nó cũng nghĩa là như vậy đó. Hãy đứng lên cải tạo mà, hãy đứng lên và đừng phạm tội nữa. Rồi, được rồi. Tôi nghĩ cái chữ đó rất hay. Bạn bè của tôi bao nhiêu người anh cũng vậy, mỗi lần nói chữ cải tạo là rất là rùng rợn, rất là ghê tởm, nhưng mà đến bây giờ mình hiểu cái chữ cải tạo ra mình rất là thích, mình rất hãnh diện, mình sẽ dùng cái đó. Con người mình được cải tạo mỗi ngày, Tại vì con người cũng anh cũng phải hiểu là chúng ta là trót sanh ra trong thời chiến và được sống ở trong miền Nam rồi được đi tôi đi lính, anh cũng đi lính rồi, nói chung tất cả về, thành ra đối với mình những cái từ ngữ thí dụ như là những cái gì mà của xã hội bây giờ mà của Việt Nam mình đôi lúc mình cũng lớ ngớ, nói thẳng anh mình lớ Đúng rồi lớ anh, ngớ, đúng rồi, đúng mình đúng không đúng hiểu hết được những cái từ đó à, hiểu không? Cho nên vì cái chỗ đó thành ra mình cũng hơi lập cập. Nhưng mà nếu mình không hiểu chính xác á, thì thành ra cái chữ nó rất là nặng nề. đúng rồi Nặng nề. đúng rồi Nhưng mà mỗi lần mà anh em khi mình mình đúng hiểu rồi đó, rồi đúng mình rồi thấy là nhẹ đó, nhàng lắm, chứ chẳng có mẹ gì cả. đúng Chẳng rồi qua vì không tìm hiểu thôi. mình không Mình không hiểu, đúng hiểu, rồi. mình không hiểu thôi. Đúng rồi. Mỗi tại vì bạn bè mình mỗi lần mà mình ông mới là nhắc đến chuyện nói gì dùng chữ cải tạo nó nghe ghê lắm, mình ngồi mình nghe ghê lắm, nghe Yeah. khủng khiếp Rõ ràng đâu có hít, đâu phải như Hitler giết người hàng loạt đâu mà ghê, đâu đâu phải vậy đâu. Nhưng mà trong I trong cái mơ hồ, trong cái gì mình không biết á, know thì thường thì mình hay theo dệt, cái gì cũng vậy anh, cái gì cũng vậy anh Phượng, cái gì mình không biết á người ta nói, nhưng mà nó khổ nổi đâu có người nào mà nói cho mình chính xác đâu. Ông nói, ông kia nói A, bà này nói B, ông kia nói dịch, bà ông kia nói gà, thành ra mà đứng chính giữa mình mơ hồ mà không biết, không 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 biết là trong đó là cái gì rồi. Đánh một cái giỏ hỏi to tướng nó khổ vậy, bởi khổ vậy tướng. Mình thấy là như người Việt Nam mình ân xá ông Nguyễn Phương đây, Thì cũng rất mình mừng cho thấy nó rộng rãi rộng cha, rãi và rộng rãi, rất là rộng rãi, mình nó thấy một cái cách lòng dạ rộng rãi, mình thích lắm anh, rất là thích. nó một cách nôm na như vậy nè, có nghĩa là bữa hôm nay tôi với anh lên đây để mà nói lên cái điều đó, để chứng tỏ là cái sự nhân văn của cái xã hội bây giờ, thế thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng Đó, vậy thôi. mình chỉ góp tiếng nhỏ thôi, mình ở đây Mình ở đây mình biết mình có cái so sánh được, đó, mình mình có được so cái gì sánh được so sánh đấy, so sánh được đó, còn có vậy thế thôi, thôi. chứ đừng mình nói như vậy là cũng để cũng biết mục đích là nói là người Việt Nam mình thì bây giờ Việt Nam mình nó vẫn
vẫn vẫn có những cái khó khăn riêng biệt của nó, nhưng mà mình muốn hiểu cái người ở, mình muốn hiểu con người mình ở, bây giờ mình nói chuyện riêng với người Việt Nam mình nói là mình muốn hiểu con người của cuộc đời của mình nó tiến bộ thế nào, thì mình nghĩ về cuộc đời của mình, nói ví dụ như 5 năm về trước là mình biết con người mình tiến bộ làm sao, hay là mình biết là mình, hay là mình, nếu mà mình muốn biết con người mình tiến bộ làm sao đó, thì bây giờ mình nghĩ, mình nhớ lại coi 2 năm về trước cái con người mình như thế nào. Anh em mình ở đây lâu lâu tôi nghe họ cứ cằn hắt là Việt Nam nghèo khổ này anh Đúng kia. rồi. Bây giờ anh em có thử tưởng tượng, bây giờ có nghĩ là năm năm 1990, năm 1980 Nè, ai còn nhớ cái năm đó không? Đó. Danny Nguyễn mày vô rồi, ăn chút mày lên nha. Không, ăn cái gì, ăn cái gì Ok. nói đi. Không, không, ăn cái gì nói đi. Hôm trước luôn, Ok anh với tôi cũng nói vấn đề này. Bây giờ tôi nhắc lại cái chuyện này hồi xưa, thì cái vụ này là cái vụ này tôi mới thích cười. Tức như vậy nè, cái người Việt Nam mà nó hay lắm anh. Nó hay ở chỗ này là có nghĩa là gì? Họ học tập và vấn đề dân trí họ cập nhật rất là lẹ. Anh hiểu tôi nói không? đúng Ngày rồi, xưa đó, chính cái rồi. ngày xưa mình loáng thoáng mình nhớ là ngày xưa người Việt Nam mình đọc đâu có biết xếp hạng, không biết xếp hạng. Rồi mà Đúng rồi, đúng thằng rồi. nào tới trước là trước, Đè, nghe ra đúng đây. rồi. Mấy năm gần Đúng đây rồi. về Việt Nam mình ngỡ Đúng rồi, ngàng, ok. biết xếp hàng, biết lịch sự, biết người lớn. Yeah, Kỳ đầu tôi từ từ về đó nhắn. tôi đi bị thiếu cái dây sạc, cái bị cái phone nó mất cái adapter để mà Hiểu mình rồi. sạc á, đi ra Hiểu cái rồi. chỗ gì ta, cái chỗ gì để mà bán điện thoại đó, hả trời, tự nhiên không mấy Ok. cô nhân viên mở cửa ra, dạ thưa chào bác, đứng lại cúi đầu chào giơ tay lên. Tôi nói ủa sao kỳ ta, mình ngỡ ngàng, mà nó ủa sao À. bên đây có cái vụ này nữa. Mình tự nhiên thấy anh Yeah. để thấy không, có nghĩa là nó Yeah. có một cái sự mà gọi như là lịch sự tối thiểu của một con người bà các nước dân mình đem về, mà Việt Nam học tập chỉ có 2 năm thôi đã Yeah. có rồi. Rồi vào siêu Yeah. thị cũng có những người chào hỏi và mời anh chị mời bác lại đi vô, rất ư lịch sự. Ý tôi muốn nói cái điều nào, không có cái nước nào mà học tập nền dân dân minh lẹ như Việt Nam. Anh biết tại sao không? Tôi biết nè. Tại vì tôi nhìn người Việt Nam học từ năm 1978 tôi biết là tôi học 77 là bắt đầu tôi đã học trong trường rồi. Bắt đầu tôi vô trường đại học tôi học rồi, 76 thôi. Ờ. Và tôi ở qua đây 1 năm là tôi bắt đầu năm sau là tôi đi học liền. Rồi. Thì tôi học chung với mình người ngoại quốc mà mình học chung với người Nhật, người Tàu, người Đại Hàn, học chung với rất nhiều người. Rồi. Mấy Mỹ thì mình ít học chung tại tôi nó giỏi quá, mình cũng học mà học chung mấy cái băng mà nhầm nhập cư á. Thì mình biết vậy này. Cái thằng Việt Nam á, thì nó không có giỏi gì hơn mấy thằng kia cả nhưng mà nó học rất là Nó gọi là dân ngày xưa mình tụi mình nó gọi em mấy thằng là kêu lẹ. ba Đại khái vậy. lanh đúng rồi. Mà thì anh nói vậy mình biết vậy nhưng Rồi. mà căn bản mà nó học lẹ là vậy này. Tại vì nó học ABC từ hồi nào tới giờ rồi. Mấy ông Tàu, ông viết, anh biết ông nhìn viết chữ khổ lắm anh. Thấy mà ông Việt Nam ông ngồi nó ngoáy thì rất là lẹ. Cái kiểu nó học rất là lẹ. Tại vì nó học ABC. Đọc Anh, rồi, chữ mà Latin. anh Yes. Anh nhìn người Tàu, anh nhìn người Nhật Bản, người Đại Hàn, người Mễ Tây Cơ, người người này, người người những cái người châu Âu chẳng hạn, những cái người người nói dụng mấy ông Thái Lan ông học còn tệ hơn nữa. Học rất dở, Trời tại ơi. vì viết chữ Cái chữ viết không chữ hay. giống như con chung vậy, sao viết ta Thì cao bởi vậy viết nó không nổi. Việt Nam mình viết rất là lẹ, không đúng sai phải trái đúng là mình cứ cho khoan nó nói thôi. Mà cái kiểu viết rất là lẹ. Thành thử ra được cái anh nói cái chuyện mà học lẹ là như vậy đây, người Việt Nam mình học rất là lẹ. đó, thì là thì vấn đề đó. Và đôi lúc có những người nhân viên họ cũng chưa cập nhật, nhưng mà theo tôi đều hiểu, tôi về tôi mới nói với chàng cháu nói ủa sao kỳ, bác không hiểu tất cả những người công ty mà giám đốc công ty bây giờ muốn nước ngoài mà muốn làm ăn được Việt Nam thì họ phải huấn thị đồ hộ, phải huấn luyện cho nhân viên này, mày không làm như vậy là tao đuổi mày. Thì chính vì cái chỗ đó thì con nhân viên đó bắt buộc nó phải chào bác thôi, chứ đâu phải gì tôi nói ờ vậy được quá đáng giữ điều đó đi đúng không. Ok nè, Ok xuống á ngồi đó chờ nha, chút xíu quỷ kia lên tiếp tục nha, không có đi đâu nha. Rồi ok, ok ngồi 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 đợi rồi ngồi xuống đi, xuống đi. Có cái ok thằng xuống đây. lãnh quyết này nó có đòi lên hoài, nên đi rảnh kêu vậy. Bây giờ mình xuống thì mình xuống sao? Trời, để tôi cho anh xuống, họ anh lên lại giống vậy. Để bây giờ chút xíu nữa, bấm lại giống y chang với cái hồi nãy nha. Rồi, Ok. Mình ok. cứ để nguyên vậy nha, Rồi, mình không có thay đổi gì rồi, thấy rồi, không? rồi. Khổ không? Hầm qua không già. Rồi, bây giờ Danny lên không em? Rồi, để làm gì rồi. Thôi, kệ cha đó. Lãnh quyết hả? Lãnh quyết đây. Không biết. Ok.
Chào bác Cầm. Con ở đâu, giới thiệu đi, với lại con chào mấy người dưới đi con. Rồi con mà còn có nói một cách nôm na như vậy là có nghĩa là tao với ông Phượng là hai ông là hai ông già, nhưng mà nói về vấn đề luật pháp Việt Nam thì không dám nói, là bởi vì đâu có biết gì đâu nói, nhưng mà mình nói vấn đề coi như vấn đề nhân văn thôi, còn những con biết những cái gì về luật pháp về nước Mỹ nhà tù thì bổ sung thế thôi, bổ sung vào cho những người ở diễn đàn này biết và truyền tải rộng ra cho những người mà bà con kiều bào bên này họ hiểu đó. Thực ra em nói với anh là em đi năm 2000 em bị đi, tức là đương nhiên là mình vi phạm pháp luật mình phải đi thôi. Rõ Thì ràng đi năm 2002 2004 thì về được đặc xá, là được đặc xá trước thời hạn, được đi về. Về thì bình thường về lấy vợ, đúng ý mới về lấy vợ con rồi lấy mấy vợ rồi làm ăn ở nhà thôi. chính Mà xác. ở trong đấy, thực ra trong đấy thì như này, em kể anh nghe như này, tức là vào trong đấy là người ta đến khi có án ấy, người ta xử thành án xong thì đi ra cải tạo lao động. Sáng ngày ra thì cứ mùa hè thì là 4 rưỡi, mùa đông là 5 giờ gõ cảng là dậy tập thể dục, xong ra ăn sáng, tức là chạy nấu cơm cho thì đi ăn sáng, ăn xong thì giả dụ như ai vào người có nghề gì thì đi làm, Nhưng mà giả dụ ăn như là ăn ăn ở ngoài, ăn ở ngoài bàn hay là ăn ở trong cái chỗ mình ngủ? không, nó có một cái bây giờ em kể cho anh này nhá, sáng ngày ra là mùa đông là 5 giờ, còn mùa hè là 4 rưỡi người ta gõ cảng, Rồi. thế người ta mở cửa ra, thế là ra sân tập thể dục khoảng 5-10 phút đại khái là như thế, xong bắt đầu đánh răng rửa mặt, thế là đi vào phòng, có một cái phòng ăn riêng đấy, thế vào đấy ăn ăn thì ăn sáng xong thì giả dụ như là ông đi thợ xây này, ông thợ hàn này, À, có đi thì ra ông ngoài làm việc, ra ngoài làm việc. có một quản giáo, ví dụ như một ông quản giáo ông ấy nhận 10 người chẳng hạn đấy, thế là ông ấy nhận 10 người của lính của ông ấy, thế là ông ra ông nhận 10 người, thế là 10 ông ấy là ông ấy quản giáo ông dẫn 10 ông ấy đi xây chẳng hạn là như thế, còn một ông quản giáo nữa thì ông lại nhận khoảng 5 người 6 người là đi làm cơ khí, ra làm hàn xì rồi gò ghiếc các thứ, đại khái là mỗi người một công một việc Nói chung là đi ra là rộng đi. đi cho nó dễ hiểu rồi, nhưng mà có hoạt động tay chân rồi cũng đương nhiên rồi, Thế là đi ra ngoài 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 dân ấy làm, chứ đúng người ta rồi dân người ta đi, thế là mình ra mình làm, ra dân làm nội đến đến giờ là đi về về trại ăn cơm, rồi. về trại ăn cơm xong vào ngủ được đến 2 giờ lại được ngủ ngủ trưa ấy. Đến 2 giờ là dậy dậy thì đội nào đấy lại theo quản giáo đi làm đấy, lại đi làm, thì đi làm đến 4 giờ 4 5 giờ về, về thì vào khu mình ở ấy, xong là Đây là quá gọi là tốt, khu mà nói chung về quá tốt xong rồi. Còn cái là khóa. tù rồi tù ở Mỹ này mà theo anh Phượng nói là coi như nằm một chỗ, ăn chỗ, ỉ ăn chỗ luôn, có nghĩa là ở trong cái phòng rồi tới giờ ăn nó mở cửa ra cho ăn trong cái phòng ăn, rồi xong lại trở về đây thì cũng có giờ sinh hoạt, cũng có giờ thể thao rồi đấy. Hình như là nhớ cuốn phim Mỹ, hành động Mỹ, hình như tất cả mọi người đều biết rồi, y chang vậy đó. Nó không có cái thời gian, nó không có cái thời gian gọi là xả stress khi mình được ra ngoài làm việc với dân, chặt cây bữa gọi đại khái là những cái gì mà sinh hoạt ngoài đời thì mình làm hết, mình chỉ có điều là mình bị quản lý thôi, đúng gì không? Chứ còn ở còn Mỹ thì không, nó chỉ dùng bao trong bốn bức tường rõ ràng vậy, có cái phòng y chang vậy. Thì thấy nhưng mà con bị cái gì mà để bị mấy năm vậy, bị tội gì? À, ngày xưa là chạy lái xe ô tô tải Rồi ấy, đi chở hàng thì va cái chạm giao thông rồi đấy, nên là phải đi cải tạo. đời giờ làm gì thì gia tạng sao mà đi cải tạo được, hỏi có cái chuyện gì đó nếu mà ngại nói thì thôi không nói, ví dụ như đâm kia vài nhát thằng kia tử rồi con đi tù, hay là hoặc là lỡ cái nó gây tai nạn vậy thấy đúng Đúng không? đúng Đó là cái à. sự, đó là cái sự nông nổi của mình bây giờ mình thấy mình nhận xét là nông nổi không?
đáng lẽ không có chuyện mà đông tánh thì không như thế. Ok con. Vậy là con Vâng. hiểu, bác hiểu rồi. Thì bây giờ con nhường cho người khác lên nha. Dạ Một người một chút, vâng. người một chút, người một chút, để chi, để biết được cái sự coi như là cái sự nhân văn của cái hai hai quốc gia, nó một cách cũng là tù tù Mỹ và tù Việt, thí dụ vậy. Nhưng Ok con ha. mà vâng, cháu nói chú này nó còn hay ở cái chỗ là trưa chiều đi về, chiều đi cải tạo về em mở cửa vào xong thể thao đá bóng Nó cho đá đủ má bóng cha tao à, tù mày rượu mày đá còn có vụ nữa luôn. Huấn luyện đó bóng đốt thành làm cầu thủ luôn. vâng, đội nọ đá với đội kia đấy chứ đấy, xong rồi người đá bóng người thì cầu lông nói tung bóng bàn lên Thoải linh tinh nhiều. thoải mái hả? Vâng, xong Ồ. rồi đến giờ là tắm tắm táp đầy đủ xong giặt giũ các thứ xong rồi đến giờ ăn cơm là vào ăn ăn Ừ. đến hình như là 7 giờ hay 7 rưỡi không nhớ, nhưng 7 rưỡi thì là người ta lại cho vào phòng, cho vào phòng thì bật đèn lên thì phòng giường của thằng nào thằng ngủ thì nó có hai đầu, mỗi đầu nó với tivi cho xem phim đến 10 giờ thì nó tắt. Đấy, 10 Rồi. giờ đêm là Có karaoke karaoke thì không có. không? Vâng, Thôi chơi thôi. Ok, cảm ơn con rất nhiều nha. Rồi ok, vâng. người gác lên rồi con. Ok. Quá đã, tức là người Việt Nam mình thì thôi có chuyện là cái gì đây Quý Nguyễn, con gửi lời mời đi, con gửi lời mời cho bố đó, không thấy con có camera hay là con nhấn vô con request thằng Mỹ gì đây, thằng Đức Đức gì đây, Quốc Huy Nguyễn nè, Lan Hoàng ok, Lan Hà ok, Lan Hà lên hả, Lan Hoàng ok, Lan Hoàng đó gửi request gì đó, Lan Hoàng nè, Lan Hoàng, ok, rồi. Alo, Hello, chào bạn, con chào chào bác con. Rồi, chào con. Tâm. Sao, sao tôi thua Chào chú vậy? Peter nhé. Chào chú Peter. À, con các cháu nó đang ngủ, con đang ngủ. Nhưng mà Rồi, thấy ok. các bố nói chuyện cũng nghe chuyện Tây, chuyện ta, chuyện xưa, chuyện này hấp dẫn, thì Đúng rồi. định nên chia sẻ cái việc việc mà vấn đề mà tù Mỹ, tù Việt Nam, thì cái tù Việt Nam thì anh đấy anh chia sẻ cuộc sống trong tù rồi. Thì bây giờ em chia sẻ, à cháu chia sẻ với chú là về cái chính quyền và cái người dân đối xử với người tù thế nào nhé, chú cầm nhé. Rồi, 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 rồi Thì con cho. đây, cháu lấy dẫn chứng là ở báo Tuổi Trẻ chú ạ. Báo Rồi, Tuổi rồi. Trẻ. Rồi. Thì cháu đọc thôi, quay nó cũng có. Báo Tuổi Trẻ ngày 12 tháng 2 năm 2018, ra tù làm lại cuộc đời, từ người phạm tội đến công an viên. Đấy, chú phải nghe rằng là nếu một người tù ra làm kinh tế được giúp đỡ được giỏi thì là bình thường, nhưng đây còn được làm công an viên. Công À, an người viên thì ta đương nhiên nó không phải là công an chính quy của bộ của anh, nhưng công an viên là công an xã chú cầm ạ. Thế à nhưng con mà hiểu đại rồi. loại là tôi nói như vậy để cho chú và mọi người hiểu rằng nếu mà như vậy thì pháp luật Việt Nam khi mà người ta ra tù coi như là một người công dân bình thường rồi, đúng không? Đương nhiên làm nếu mà làm công an của tỉnh, của sở, à, của bộ thì Gọi là khó, nhưng đây xóa người ta được xóa làm. án tích rồi, gọi là xóa án tích rồi. Thế vậy chú cháu mới nói là người ta được làm công an viên thì tức là cái án tích không không bao giờ người ta để lại. Thì đây nói về cái anh này phạm tội nhé, mà có địa chỉ đàng hoàng thì thôi bỏ qua đi. Anh ấy là buổi trưa mới là anh ấy ăn cơm xong thì ba anh em đi đóng gạch ở Chương Mỹ, rất là khổ. Anh này là trước khi vào tù thì đã khổ, phải đi đóng gạch thuê ở dưới Hà Nội, mà anh này ở trên Hòa Bình chú ạ. Thì xuống Chương Mỹ Hà Nội đóng gạch thuê, thì buổi trưa có vào ba anh em là đi qua cái vườn mía người ta, vào bẻ mía của người ta, thì chủ mía người ta biết, người ta la hét mắng mỏ gì, thì anh này là cùng cầm một cục gạch ném người ta, và một anh nữa thì cầm cây mía vụt người ta, và thêm một anh nữa thì cầm hẳn cái xẻng phang người ta. Thế thì anh này tên là Bùi Văn Cừ thì bị 5 năm tù, một anh nữa thì bị 3 năm tù, còn cái anh cầm xẻng ấy thì bị 10 năm tù. Đó thì cái quá trình nó chỉ thế thôi, tức là nó cũng bột phát chứ người ta cũng không phải là người người người. Thì sau này đây là nói về cái quá trình anh phạm tội, thì phạm tội là như thế.
thì đây là nói về gây dựng từ con số 0, tức là trước đây anh ấy phải đi làm culi cho người ta, đi đi đóng gạch thuê chú Cầm ạ. Thì đấy là nói về cái quá trình phạm tội. Thì bây giờ khi về mà khi ra tù là người ta là con số 0, thì cháu nói thế này này, hàng xóm thì về thì ít nhiều cũng có một vài người có cái ánh mắt nên thế này thế Kỳ kia, nhưng thị, mà kỳ về thị. thì Lâu nhưng dần mà thì ăn thì thua bằng ít thế hệ ít thôi. nhiều ít nhiều thì cũng có. Thế nhưng mà thế này nhé chú nhé, về thì để nói về cái chính quyền này, thì hội phụ nữ giúp cho 3 triệu đồng này để xây chuồng nuôi heo này, và ngân hàng cho vay 20 triệu đồng này để mở quán cháo này, và mỗi ngày anh ấy kinh doanh quán cháo thì cũng dư ra được 300 ngàn tiền lời này. Đó, một tháng anh kiếm được 15 triệu. Thế là từ đó thì anh ấy bắt đầu làm kinh tế rồi, làm ấy thì anh ấy lại có uy tín, thì lại được chi bộ của thôn giới thiệu làm công an viên, rồi là làm xã làm công an viên. Thì đấy là nói về cái việc người tù ở Việt Nam mà khi ra tù, tức là những một số cái thành phần tù nguy hiểm thì chắc chắn là sẽ không được như anh ấy, nhưng mà nói về mặt bằng chung những người tù mà vô tình phạm tội hay là phạm tội ở cái mức độ mà nó không nguy hiểm cho xã hội ấy, thì về còn được làm công an xã và được các hội đoàn nhà nước ngân hàng quan tâm. Trong cái trường hợp bố Cầm ạ, nếu như ở Việt Nam, trong cái trường hợp mà anh đi xin việc mang nộp hồ sơ, thì anh chỉ nói là anh khai lý lịch này và khai có kinh nghiệm làm việc chưa, bao tuổi, chứ không bao giờ người ta có cái mục là khai có tiền án tiền sự chưa chú Cầm ạ. Tức là làm công nhân ấy. Còn làm một số ngành nghề đặc thù thì chắc chắn người ta sẽ phải tìm hiểu lý lịch sâu hơn. Thế nhưng ý cháu nói là về khi Vậy ở là tù quá ở Việt hay rồi, Nam ấy, vậy là quá hay rồi. về được hòa nhập cộng đồng này, được các Hỗ cơ trợ, quan đoàn hỗ trợ thể tiền bạc. giúp đỡ tiền bạc, vốn làm ăn và tạo dựng sự nghiệp như một người, mà thậm chí nói như anh này còn may mắn hơn. Nếu mà anh này ấy không vào tù ấy, thì có khi anh ấy vẫn cứ đi đóng gạch thuê thôi, đi tha hương đóng gạch thuê làm phụ hồ ấy. Nhưng mà anh này ra tù thì về lại được người ta quan tâm như thế, lại có chút vốn, làm ngay ở tại quê hương mình, gần vợ gần con. Đấy, có phải là nó được lột xác, có khi đi tù lại là một cái cơ hội để lột xác đấy chú Cầm, Đúng rồi, chứ đúng rồi. không như chú Cũng hay Phượng quá. chú chia sẻ bên đấy như thế thì thảm thảm quá, thảm quá bên đấy. Mà cũng Bởi như vì anh vừa cái nãy luật anh nói thì của ở nước Mỹ là cháu vậy là mà. ở Hải Dương, ở gần cái trại trại Kim Chi, mà thấy người tù cứ đi đi ra ngoài 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 đường nhặt cỏ rồi phát cây, mà 20-30 người tù mới có độ km cây phát cái cây cỏ ấy, thì chú bảo vừa làm vừa ngắm gái không, sướng không có Sướng. vất vả gì. Cháu nói Bởi thật, vậy nếu mà cháu mà đi làm đồng ấy, có khi ngày phải cắt một sào lúa hơn sào lúa, lại còn phải gánh vác, nhưng mà 20 người tù cắt có 2 dặm đường phát cái cây cỏ mà độ có km 2 km, thì cứ làm hôm nay không xong thì mai lại sang cái đoạn đường khác, mỗi đoạn đường nó chỉ 1-2 km phát mấy cái cỏ nhàn như không. Mấy anh ấy chỉ có ra đấy ngắm nó gái ngắm rời mà kiểu ngắm đất. giống như kiểu là đi làm thì để làm lễ, mà chủ yếu là đi tập thể dục thể thao. Ok bác, Đấy, đấy là cảm ơn cháu. con, bác cảm ơn con lên Vâng. lên diễn đàn nha. Rồi ok, để có người Vâng. khác lên nữa. Vâng. Ok con, Chào chú. rồi chào con, Chào cảm ơn cả con nhà. nhiều rồi. 'Ok, ai muốn lên như là có ông Đồng, là Đồng là ở Anh Quốc, nhưng mà để coi có ai lên để rồi ok. Có gì nữa không? Rồi còn ai lên không? Rồi vậy thì cũng quá rõ rồi, nãy giờ cũng Peter Phượng, anh Phượng có muốn lên nữa không? Phượng lên rồi thì gửi yêu cầu trở lại đi. Còn có đây, vô luôn.
không bắt theo rồi, leo lên không được hả cha? Sao lâu thế? Còn ai muốn lên diễn đàn nữa không? Có muốn nói bổ túc gì nữa không? Thì không còn bổ túc gì nữa thì rồi xong. Ông bỏ đâu, ông đi đâu à, là ông lên được thì không biết. Ok, nói chung là vậy thì cũng 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 đại khái là cũng đủ hiểu và cũng vừa đủ những cái sự hiểu biết. Nói chung là thì bây giờ mỗi xẻ ra cái vấn đề đó thì cũng rất là dò nhiều, chi tiết thì nhiều lắm, nhưng mình thấy là mình so sánh được cái hai hai cái xã hội, và cũng là người tù cả, một người tù bên Mỹ và một người tù ở Việt Nam, thì mình thấy nãy giờ các em các cháu nói rồi thì cũng hiểu được cái lời chút rồi. Trung Vũ đâu đóng tiêu rồi? Trung Vũ không biết gì đâu, nó đâu rồi không biết, thằng đó gì nó mập quá không biết nó có lết đi nổi không. Trung Vũ lên, nó gửi lời mời cho mày lên. Nếu mà không có cái gì nữa thì thôi, nếu không quay lên nữa thì thôi mình tắt like ha. Được không? Gì đây? Con gửi lời, con đánh chữ ok thử coi. Con đánh thử Quốc Quy Nguyễn nè. Con đánh chưa ok thử cho bố bác biết coi. Rồi ok, cho mày làm mày ngủ đồng. Con đánh chữ ok vô Quốc Quy Nguyễn nè. Không có camera Quốc Quy Nguyễn ơi. Quốc Quy con thoát ra rồi con vô đó lại hay sao á. Ông ba nay con thấy bác thấy con cứ hỏi bác muốn lên nhưng mà con không có camera. Bấm cái hình xanh có đầu người ở dưới, phải không? Bấm cái hình xanh ở dưới á, có hình xanh hay không? Được rồi. Quốc Quy Nguyễn. Rồi chào Phương Nguyễn, không có camera luôn, có không thấy là chỉ có thằng nào nè. Rồi đúng rồi, chờ hình xanh lá cây mà có hai cái đầu người đó, con bấm vô đó. Còn ai lên nữa không? Không ai lên nữa, không ai muốn nói chuyện nữa thôi, bác tắt like này nha, vậy cũng đủ rồi. Ok vậy thôi, bye bye mọi người nha. Ok chào mọi người.